Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Như vậy là Đại hội Thể dục Thể thao Châu Á ASEAN 2023 đã chính thức khởi tranh và đặc biệt là trong Thế vận hội Thể thao rất lớn này của khu vực Châu Á của chúng ta thì có sự góp mặt của bộ môn cờ tướng. Thao Long Kỳ Đạo rất hân hạnh khi mà sẽ được đồng hành với các kỳ thủ Việt Nam, các tuyển thủ Việt Nam với chương trình Nhật ký cờ tướng Hàng Châu năm 2023 và mình là Đặng Hữu Trang rất hân hạnh À, sẽ là người phụ trách chính cho chương trình này. Và như các bạn đã biết thì à, vòng 1 của bộ môn cờ tướng đã à, chính thức diễn ra với cái nội dung đồng đội hỗn hợp nam nữ và ở trong cái trận đấu này, vòng đấu này thì đội tuyển cờ tướng Việt Nam của chúng ta à, đụng độ phải một cái đối thủ vô cùng đáng gờ, đó là à, đất nước bạn đến từ Singapore. Một à, đội tuyển cờ tướng à, trước đây thì chúng ta biết đến một cái tên tuổi vô cùng nổi tiếng, đó là đặc cấp quốc tế đại sư Ngô Tông Hàn. Và với thể thức của giải đấu thì bộ môn đồng đội hỗn hợp nam nữ thì mỗi vòng mỗi đội sẽ cử ra hai vận động viên nam cùng với một vận động viên nữ đánh đồng đội 3 bàn và tính kết quả. Ở đội tuyển nữ của Singapore thì như các bạn đã biết thì có một sự bổ sung vô cùng chất lượng đến từ cái tên Ngô Lan Hương, một kỳ thủ gốc Việt Nam nhưng mới đầu quân sang cho Singapore trong những năm gần đây và chị Hương là một trong những huyền thoại của cờ tướng Việt Nam rồi và đã đem lại rất nhiều những cái thành tích nổi bật cho cờ tướng Việt Nam. Hiện tại thì với việc uh, xuất ngoại thì chị Hương cũng đang là một trong những cái sức mạnh uh, vô cùng đáng gờm uh, đến từ đội tuyển Singapore. Và trong uh, trận đấu này thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta phải uh, cầm quân đen đi hậu hai bàn cơ. Và chúng ta cùng uh, lần lượt đến với các bàn đấu của uh, trận đấu ngày hôm nay. Như các bạn thấy thì ở trên màn hình thì mình đã chuẩn bị trước uh, những cái uh, nước đi của ván đấu giữa kỳ thủ Ngô Tông Hàn và kỳ thủ Lại Lưu Huynh. Và Ngô Tông Hàn thì không phải giới thiệu thêm nữa phải ngoại Một đặc cấp quốc tế đại sư, lá cờ đầu của cờ tướng Singapore. Và với việc là được đi tiên hai bàn thì tôi đã thấy là Singapore sắp xếp mà hai nhân sự cũng là hai người sẽ là cầy điểm đó là Ngô Tông Hàn và Ngô Lan Hương. Và kỳ thủ cầm quân đen đi hậu của đội bạn sẽ là kỳ thủ Lưu Ức Hào. Đó ở bên phía đội tuyển Việt Nam chúng ta thì tôi thấy là đội hình ra sân với kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo cầm quân đỏ đi tiên, còn hai kỳ thủ còn lại thì sẽ cầm quân đen đi hậu. Ở đây chúng ta thấy cái việc bàn nữ thì sẽ là không có sự sắp xếp mà thường là sẽ là sự xáo trộn về bàn tiên hậu của bàn nam mà thôi. Thế thì có một cái sự hơi cao tay ở đây khi mà chúng ta thấy được đội tuyển Việt Nam sắp xếp mà huynh là người cầm đen đi hậu. Nếu mà các bạn là một người mà xem cờ tướng lâu năm ấy Các bạn sẽ biết được có một cái sự kỵ dơ nào đó Của kỳ thủ Ngô Tông Hàn với kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo chúng ta Khi mà trong nhiều cuộc chạm chán Thì anh Bảo có một cái tỷ lệ đối đầu không quá tốt trước Ngô Tông Hàn Nhưng ngược lại với lại Lý Huynh thì nó lại khác biệt các bạn ạ Huynh gặp Ngô Tông Hàn thì tỷ lệ thắng là rất là cao Thỉnh thoảng thì mới có ván hòa thôi Thì rõ ràng với những cái kết quả bốc thăm Thì chúng ta thấy được cái sự sắp xếp một cái nước cờ hơi cao tay hơn So với đội bạn Trên phương diện huấn luyện viên Và bây giờ thì chúng ta cùng đến với diễn biến của ván đấu Thật sự thì xem ván đấu này Thì mình thấy rất là ấn tượng Với cả hai kỳ thủ Cả Ngô Tông Hàn và lại Lý Huynh cũng vậy Và bước vào trận chiến thì Ngô Tông Hàn Khai cuộc là tiên nhân chỉ lộ Và Huynh thì đối lại đó là đối bình cuộc Và nước tiếp theo thì Ngô Tông Hàn chơi một cái khai cuộc Đó là phao 8 bình 5 Khai cuộc này thì Có lẽ là thời gian gần đây nó đang tương đối hot Nếu ở trên đấu trường quốc tế thì mình không rõ Nhưng mà ở Việt Nam thì có thể gọi là rất hot các bạn Cá nhân tôi cũng là một người sử dụng thế trận này cho bên đỏ này Hay kỳ thủ khác đó là Chu Tuấn Hải Cũng sử dụng cái thế trận này cho bên đỏ Và trong nhiều ván của bên đen tôi thấy Nguyễn Minh Nhật Quang, Vũ Quốc Đạt Hay thậm chí là Lại Lưu Huynh cũng sử dụng cái thế trận này rất nhiều các bạn Thường thì diễn biến của thế trận này nó sẽ có chiều hướng là như thế này Bên đen mã 8 tấn 7, bên đỏ mã 8 tấn 7 thì bên đen đi mã quỳ cơ Đó cái thế trận này nó đang rất là hot các bạn Tuy nhiên trong một cái trận đấu giao hữu cách đây khoảng vài tháng Mặc dù nó là trận giao hữu cờ chớp thôi Nhưng mà khi tôi cầm đỏ đã gây được khá nhiều khó khăn cho Huynh Dường như Huynh đã có một cái uh, gọi là suy nghĩ gì đó giật mình nhớ ra Và Huynh không lên voi 3 tấn 5 các bạn ạ Mà Huynh đi mã 2 tấn 3 đó, nó nó tránh đi cái cuộc hot và đưa trận đấu trở lại một cái khai cuộc thông thường, đó là khai cuộc trung uh, pháo tấn tam binh đối bình phong mã. Ở đây các bạn thấy hai con binh 7, tuy nhiên thì nó là sự biến thể của cái việc um, mà cầm con pháo uh, bên đỏ là con pháo bên phía cánh trái đó các bạn, thay vì bình thường là con pháo bên phải, tức là con pháo 2 bình 5 thì con tốt 7 thì nó sẽ thành thất binh, nhưng khi cầm con pháo 8 thì tên gọi nó sẽ đọc ngược lại các bạn và nó trở thành một cái khai cuộc thông thường pháo đầu tam binh đối bình phong mã các bạn. Thì ở khai cuộc này thì rõ ràng cả Ngô Tông Hàn và Lại Lưu Huynh đều hết sức quen thuộc rồi và hai anh ra quân thì chúng ta không cần uh, phải phân tích quá nhiều, vẫn là những nước đi thông thường mà thôi. và mã 2 tấn 1, binh 9 tấn 1, pháo 2 bình 3, uh, mã 7 tấn 8 và nó hình thành uh, một cái bố cục gọi là ngũ thất pháo đối bình phong mã cổ điển các bạn ạ. Ở trong thế trận này thì uh, nó sẽ có khá là nhiều cái đường đánh mà bên đỏ sử dụng trong đó thì hai đường đánh chính đó là xe 1 tấn 1 và mã 7 tấn 6 và trong ván đấu này thì Ngô Tông Hàn lựa chọn phương án mã 7 tấn 6 mã 7 tấn 6 và Huynh chọn xe 9 tấn 3 cũng là những cái nước cờ mạnh nhất nước biến mạnh nhất ở đây thì thường thì bên đỏ sẽ hoành xe cơ nhưng Ngô Tông Hàn lựa chọn phương án binh 3 tấn 1 Phương án binh 3 tấn 1 này thì nó là một cái hướng đánh nó có hơi mang một chút cái tính chất mới mẻ trong cái khai cuộc uh, tam binh uh, và huynh thì cũng không ngần ngại trong những cái khai cuộc mới. Ngay lập tức đủ hình đi mạng 8 tấn 9 và pháo 3 thoái 1 uh, là những cái nước đi cũng uh, tương đối quen thuộc trong cái thế trận này. Ngoài ra thì uh, giới thiệu thêm với các bạn là... Uh, Um, khán giả đó là trong thế trận này thì đỏ cũng có một cái nước biến rất là hay Các bạn hoàn toàn có thể tham khảo đó Nước biến pháo 3 tấn 1 như thế này cơ Thì nó sẽ rẽ ra một cái thế trận hoàn toàn khác đấy Bạn nào có cơ hội chúng ta sẽ nghiên cứu chuyên sâu thêm Còn ở đây thì tôi sẽ dừng lại ở mức độ giới thiệu thôi Còn Ngô Tông Hàn lựa chọn phương án pháo 3 thoái 1 uh, Như trong thực chiến hình thành một cái uh, Những cái diễn biến quen thuộc trong cái thế trận mới mẻ này Và tiếp theo thì uh, mạng 9 thoái 7 Là những nước cờ dường như là bắt buộc rồi các bạn à, đỏ đi uh, xe 1 bình 2 và đen đi uh, 8 bình 5 cũng là những cái nước đối chọi gay gắt nhất mạnh nhất của bên đen dành cho bên đỏ sĩ 4 tấn 5 và xe 9 bình 6 là những cái đường triển khai rất là hợp lý rồi các bạn bên đỏ chống sĩ để giảm sức mạnh phản kích của pháo đen thì khi mà đỏ chống sĩ 4 thì đen đưa xe vào đoạt luôn cái lộ cửa tướng của bên đỏ một trong những lộ chiến lược đây thì uh, tiếp tục đỏ đi xe 8 tấn 3 trong những cái hình cờ thông thường ấy Thì tôi thấy là các kỳ thủ bên đen sẽ sử dụng nhiều phương án là đi pháo 2 tấn 2 cơ các bạn Pháo 2 tấn 2 cơ Nhưng mà Huynh ở đây lựa chọn phương án đó là pháo 2 bình 1 Nó sẽ mở ra một cái hướng đánh um, Cũng là có một số những cái đường đặc sắc các bạn Pháo 2 bình 1 thì chắc chắn là đỏ sẽ không đấu xe Mà là bình vào một nước để có thể duy trì cái áp lực dành cho bên đen Đen đi xe 2 tấn 4 Chuẩn bị xe 2 bình 4 Thế là mã đỏ thì dường như là mã 6 tấn 7 là hợp lý nhất rồi các bạn. Và xe 2 bình 6. Thế thì vì sao cách đây ít phút tôi có nói đến việc là dành một cái sự nể phục đối với cả Ngô Tông Hàn và lại Lý Huynh ạ? À? Tại vì ở đây thì cả hai kỳ thủ này đều là những kỳ thủ hàng đầu của Singapore cũng như là của Việt Nam và đặc biệt là chân cái đấu trường cờ tướng thế giới thì đây cũng là những kỳ thủ hàng đầu luôn các bạn ạ. À. Ngô Tông Hàn thì nổi tiếng với những cái khai cuộc rất là chính thống và chính quy và mạnh các bạn Một người thiên về khai cuộc Còn lãi Lữ Huynh của chúng ta thì cũng không phải nói quá nhiều đúng không ạ Huynh thì từng được biết đến là một kỳ thủ rất giỏi trong giai đoạn khai cuộc Và trong những tháng trở lại đây, những cái giải đấu trở lại đây Thì Huynh đang cho thấy cái sự hoàn thiện mình và những cái thành tích uh, đặc biệt có thể nhắc tới của huynh đó là trong uh, giáp cấp liên tái lượt về năm 2023 đúng không ạ? Thì huynh bây giờ đã hoàn thiện hơn rất nhiều rồi, không những khai cuộc mà cả trung cuộc và tàn cuộc huynh cũng rất mạnh. Thế thì ở trong ván đấu này thì hai kỳ thủ lại đều uh, thể hiện cái sự uh, hiểu biết những cái sự nghiên cứu của mình rất là uh, mới mẻ trong những cái khai cuộc để cho các kỳ thủ khác phải đi theo và học hỏi các bạn đấy và đây là ván đấu này thì tôi thấy được những cái nước khá là mới lạ và độc đáo cái việc mà xe hai tấn bốn rồi chuyển sang như thế này sẽ mở ra cái cơ hội cho bên đỏ đi nước cờ pháo năm bình bốn và ép buộc cho bên đen phải ăn mã xuống đấy nếu mà chạy xe thì lạc hết vị các bạn chạy xe thì lạc hết vị bắt buộc phải ăn rồi và ăn thì khi mà đỏ ăn sĩ lên ấy thì lúc này bên đen nó giống như là cái cung tên đã được dương lên rồi các bạn Không có đường lùi rồi Pháo đỏ vừa dọa đánh tượng đen Và đồng thời vừa mở đường cho nước cờ Khi cái nước ăn sĩ lên này Vừa mở đường cho nước cờ pháo 3 bình 4 Bắt chết xe đen các bạn Đấy. Bên đen không thể nào phòng thủ được Và buộc phải chơi một hình cờ đối công Ăn xe lên sĩ Và đỏ phế sĩ và cũng ăn được tượng đối phương Tạo được một cái thế pháo giác rất mạnh Sĩ 6 năm 5 Và pháo 3 bình 1 đây thì buộc phải ra tướng để chống lại nước chiếu rút rồi các bạn Đỏ lên sĩ một nhịp Để có thể tránh cái đòn đánh hai xe với đen Và đen thoái xe một là rất là hợp lý rồi Các bạn thấy là hai bên sau 19 nước khai cuộc Thì hình thành một cái thế cờ trung cuộc vô cùng đối công các bạn Một bên thì khuyết sĩ Một bên thì khuyết vỡ tượng Cái bên khuyết sĩ thì Bên đối phương có hai xe đe dọa rất là mạnh Còn bên vỡ tượng thì đối phương có con pháo rác cũng như là xe và mã cánh phải cũng đang uh, trực chiến một cái hình cờ mà đến đây thì hai bên đã có những cái pha nhấp nhả các bạn đỏ chiếu đen lên tướng đỏ giật xe về mở đường cho pháo ăn tượng thì ở đây thì đen mới xuống tướng và đỏ lại chiếu Đấy, hai bên có một số, một số những cái pha nhấp nhả uh, ở đây đánh uh, theo uh, uh, luật cờ tướng thế giới thì uh, rõ ràng đây là một cái tình huống mà Uh, đỏ hoàn toàn có được được phép và có thể là ờ uh, ván đấu sẽ kết thúc với một cái hình cờ gọi là bất biến, cầu hòa các bạn ạ. Tuy nhiên thì Ngô Tông Hàn đã uh, lựa chọn phương án đổi biến. Chúng ta cùng xem. Vâng. Đó là binh 7 tấn 1 đến từ phía bên đỏ. Thế thì uh, trước một cái nước đổi biến của bên đỏ thì huynh cũng đi nước cờ binh 9 tấn 1. Thực tế ra khi mà xem ván đấu này trực tiếp ý, thì tôi có một cái cảm giác dường như cái nước đổi biến của Ngô Tông Hàn là nước sai và giúp cho huynh đẩy được cái con tốt này nó chiếm một cái vị trí vô cùng chiến lược các bạn rõ ràng là tốt đỏ ở đây sẽ không nguy hiểm bằng tốt đen ở đây tốt đen ở đây thì nó ngăn chặn một cái đường tấn công của mã đỏ phải không ạ và cờ đỏ nó dường như nó hơi lạc vị một chút đấy tuy nhiên là khi mà phân tích lại ván đấu này thì tôi mới thấy được cái sự lý thú của cờ tướng các bạn Chính ra cái nước binh 9 tấn 1 này của Huynh lại là một nước yếu Đấy Còn vì sao yếu thì thật sự thì nó quá là huyền nào các bạn Đó là nước cờ Xe 7 tấn 1 Đó. Chính cái việc mà bên đen đẩy binh 9 như thế này ấy, Nó lại tạo cơ hội Nó lại tạo cơ hội cho bên đỏ chuyển xe một cách nhanh hơn Các bạn ạ Đấy Tạo cơ hội cho bên đen Đỏ chuyển xe một cách nhanh hơn nếu đỏ đi được nước xe 7 tấn 1 Tuy nhiên thì hình cờ thì bên đỏ nó cũng chỉ là chiếm uh, quyền chủ động thôi Một nghĩa tiên thủ nhỏ mà thôi Tuy nhiên thì uh, thực chiến cô Tông hoàn đã không đi nước xe 7 tấn 1 Mà lại uh, tiếp tục nuôi cái ý tưởng chuyển cái con pháo cánh phải này sang cánh trái Đâm chiếu này và lên tướng và giật xe để bắt tốt để chuẩn bị quật tượng đấy các bạn Tuy nhiên thì uh, dường như nó có một cái pha gì đó nó hơi lỡ nhịp một chút khi mà bố trí được con tốt biên ngăn cản đường tấn công của mã đỏ thì huynh bắt đầu nghĩ đến việc tấn công rồi các bạn không không muốn cầu hòa nữa không muốn phòng thủ nữa bật pháo lên chiếu dường như đỏ bắt buộc phải ra tướng tiếp tục binh năm tấn một và hình cờ này thì thật sự cái khó khăn nó đã là trồng chất khó khăn dành cho bên đỏ rồi và khi mà theo dõi thực chiến thì tôi nghĩ rằng là đỏ chắc là phải đi xe 7 bình 6 thôi chắc là phải đi xe 7 bình 6 thôi nhưng nếu xe 7 bình 6 thì sẽ bị gặp một hình cờ bất lợi như sau đen có thể nhảy mã 3 tấn 5 chuẩn bị kê pháo và chiếu các bạn đây thì bắt buộc phải ăn mã ăn ăn mã xuống đây rồi phải không ạ mã ở đây thì đen lại tiếp tục tranh tiên mã năm tấn 3 bắt xe rồi sau này mới ăn tượng lên sau tránh vừa tránh đường quật của pháo đỏ lại vừa bố trí được mã đen lên một cái vị trí vô cùng đẹp đấy lại hơn cả ba tốt nữa các bạn hình cờ này thì chắc chắn là đỏ lành ít lượng, giữ nhiều các bạn thực chiến thì đỏ không đi như thế mà Sóc Que có đề xuất một cái phương án phòng thủ vô cùng hay nhưng mà nó phải nói là quá khó các bạn. Đó là ăn mã về tốt như thế này thì có thể phòng thủ được. Nếu uh, vỗ chiếu thì sẽ đấu xe đấy, kiểu như thế này các bạn sẽ phòng thủ được, đấy. sẽ phòng thủ được nhưng mà nó là một cái hình cờ phải nói là rất là khó các bạn, rất là khó. Ở đây thì uh, thực chiến thì Ngô Tông Hàn lại không đi được, không đi được và anh ta đi nước cờ này đi nước cờ binh 7 bình 6. Đến đây thì huynh thoái nhẹ con pháo xuống một nước và hình thành một cái uh, thế cờ mà đỏ đã không thể vãn hồi được cái tình thế của mình nữa rồi các bạn. Tiếp theo thì đỏ tiếp tục quật pháo sang tượng uh, nuôi những cái hy vọng phản kích nhưng mà không còn kịp nữa rồi. Huynh uh, bình pháo chiếu. Sau hồi suy nghĩ thì đỏ vòng mã về và huynh đi một nước cờ có thể gọi là hai chấm than tuyệt sát các bạn, nước tung mã lên. Bắt xe bắt mã. Đến đây thì Ngô Tông Hàn suy nghĩ một lúc rồi buông cờ nhận thua Tại vì nhận thấy thì cũng không thể nào đi được nước cờ nào để có thể uh, Chống đỡ lại được một cái pha tấn công tổng lực đến từ bên đen các bạn ạ Pháo đầu này Hai xe đánh khuyết sĩ này Mã đang tấn công xe tấn công mã Nước mạnh nhất thì mình nghĩ rằng là đi xe 7 tấn 2 thôi Xe 7 tấn 2 thì mình Nghĩ rằng là giả sử chứ đen đi xe thoái một thôi cũng Rất là khó phòng thủ cho đỏ rồi các bạn Không thể phòng thủ được thể đánh hai xe hai pháo trực diện vào lộ tướng rất là mạnh và sau cái ván đấu này thì huynh đã tiếp tục thể hiện được cái đẳng cấp của mình và khẳng định được mình đang là chủ lực của đội tuyển cờ tướng việt nam và giúp cho việt nam tạm dẫn singapore với uh, tỷ số hai không và chúng ta tạm gác cái ván đấu của huynh và ngô tông hàn lại và chúng ta sẽ chuyển tới ván đấu thứ hai cũng vô cùng hấp dẫn ván đấu mà anh nguyễn thành bảo sẽ được cầm quân đỏ đi tiên gặp một kỳ thủ khác đến từ Singapore đấy là Lưu Ước Hào chúng ta cùng xem nhé vâng như trên màn hình thì các bạn thấy là đội tuyển Việt Nam mình đang tạm dẫn hay không sau ván đấu của Ngô Tông Hàn và lại Lưu Huynh và ở trận đấu giữa Nguyễn Thành Bảo và Lữ Đức Hào thì anh Bảo còn được cầm quân đỏ đi tiên thôi và trong mỗi chương trình nhật ký cờ tướng Hàng Châu của mình thì mình sẽ cố gắng là chọn ra một ván đấu tâm điểm để chúng ta sẽ có thể đi sâu và phân tích khá là kỹ một số những cái diễn biến của ván đấu còn hai ván đấu còn lại thì có lẽ là tôi sẽ lướt nhanh một chút và sẽ gửi đến các bạn một hai những cái điểm nhấn của ván đấu thôi trong ván đấu này thì anh bảo được cầm quân đỏ đi tiên thì anh chơi một cái khai cuộc phi tượng cuộc theo mình cảm giác không biết có đúng không nhá thì ở anh bảo và huynh ấy, thì nó có một cái sự khác nhau như thế này Uh, giống như huynh thì thi đấu một cách nó vô cùng khoa học các bạn đối thủ nào cũng thế huynh sẽ sử dụng những cái uh, điểm mạnh về khai cuộc của mình những cái sở trường và khai cuộc của mình để đưa về một cái lợi thế nào đó rồi chơi một cách rất khoa học để chuyển hóa lợi thế đó thành những cơ hội nếu không có cơ hội thì có thể chấp nhận là uh, sẽ chơi an toàn bằng một cái kết quả hòa thôi các bạn đấy còn anh bảo thì khác anh bảo thì biết được rằng là đối thủ nào thì điểm mạnh yếu ra sao và anh bảo sẽ chơi như thế nào các bạn Dường như trước lũ gào đánh bảo nghĩ rằng là cái ông này thì cứ đứng một tí là là chết các bạn ạ. Cứ đứng một tí là xong. Và khai cuộc phi tượng cuộc thì đó là một trong những khai cuộc mà lâu lâu anh bảo mới sử dụng trước những cái đối thủ mà nó không quá mạnh các bạn. Tuy nhiên trong cái bản đấu này thì tôi đang thấy là Lưu Quốc Hào cũng là một kỳ thủ mà chơi rất là vững vàng. Chúng ta cùng xem. Gọi 3 tấn 5 vào 2 bình 4, xe 9 tấn 1. Thì mã 2 tấn 1, xe 9 bình 6 thì lại là voi 7 tấn 5. Với những cái khai cuộc như thế này á thì nước tiếp theo anh bảo đi mạng 8 tấn 7 là một cái nước cờ mà tôi nghĩ rằng là không mạnh. Cá nhân mình cũng có đánh phi tượng ở trong những hình đồ như thế này. Thì mình biết được trong những cái thế trận này á, thường thì mã đỏ nên phát triển ra biên rồi xe đỏ nên tuần hà và cái con mã biên này sẽ hướng uh, sẽ đấm tốt biên lên rồi phát triển vào trong thì nó sẽ mạnh hơn các bạn. Có đánh bảo chơi như thế này thì nó giống như là chơi theo kiểu đứng tấn rồi, chơi theo được kiểu đứng tấn mà À, cho đối phương tự đi nước yếu mà thua thôi các bạn. Cũng không có cái sự nghiên cứu nhiều về cái thế trận phi tượng. Và 8 bình 9. Và chính vì lẽ đó nên là trong giai đoạn khai cuộc thì bên đen triển khai được một cái hình cờ phải nói là tương đối tích cực các bạn tương đối tích cực. Và bên sĩ tròn này. À, binh 9 tấn 1. Mạng 8 tấn 7. Pháo 2 bình 4 xe 9 bình 6. Các bạn thấy là bên đen xuất uh, động được hai xe ra hai cái lộ rất là tích cực. ở Lên sĩ xe 2 tấn 6 luôn tạo sức ép tiếp tục là xe 6 tấn 5 các bạn hai xe tạo sức ép tới hai cánh mã của bên đỏ và bây giờ thì anh bảo xe 1 bình 2 xuất động xe và 8 tối 2 và bình 3 tấn 1 và thấy cái khai cuộc này thì không thể nào nói là bên đỏ ưu thế hay chủ động được các bạn nó là một cái hình cờ mà bên đen có một cái gì đó mãn ý hơn so với bên đỏ hai xe xuất động tốt hơn và tạo được sức ép tới những cái cánh mã đối phương Tuy nhiên thì những nước về sau thì cũng phải nói anh Bảo chơi rất hay các bạn, xử lý rất là hay. Chúng ta cùng xem. Đầu tiên là phá 4 thoái 2 để có thể giải tỏa cái sức ép cho con mã cánh phải. Vâng, một pha phải lùi mã về. Pha lùi mã về. Tuy nhiên thì uh, xe đen này chạy trước các bạn, chạy trước. Khi mà đỏ đi phá 4 mình 3 thì đỏ vẫn phá 4 mình 3 thôi, nó cũng không có quá nhiều sự khác biệt. Tiếp tục là một pha chạy trước xe các bạn. Và vào 9 tấn 1 bắt xe, Và xe 6 tấn 2 xe 6 tấn 2 mã 9 tấn 8 bắt xe thì xe 3 bình 2 xe 6 tấn 2 các bạn thấy là những cái nước cờ xử lý của anh Bảo nó mang một cái tính tương đối giang hồ tương đối giang hồ các bạn ở đây thì đen tìm nước cờ xe 2 tấn 1 để đề phòng nước cờ mã 8 tấn 6 của đối phương Trăng đương nhiên thì tôi nghĩ rằng chắc là cũng chẳng đi được mã 8 tấn 6 đâu các bạn mã 8 tấn 6 thì xe 2 bình 4 xe mã dễ chết cây lắm Tuy nhiên thì một cái nước cờ gọi là động thái đi nước nguội thôi. Và anh bảo bắt đầu uh, lao quân lên tấn công rồi, lao quân lên tấn công, tấn xe xuống cùi. Và ngay lập tức con xe đỏ rời thì xe đen đi bắt mã ngay, mã lao lên. Thì những cái nước cờ này thì uh, phân tích lại thì nó lại thành một cái hình cờ mà bên đỏ đang hơi chủ động hơn một chút. Tuy nhiên thì uh, những nước tiếp theo, những nước tiếp theo này thì uh, đã có sai lầm để cho anh bảo các bạn và chín thoái hai và chín thoái hai chưa có gì đâu nhưng mà cái nước chui xe vào đây này chui xe vào đây thì nó lại là một nước cờ nguy hiểm các bạn nước cờ nguy hiểm đấy Đen bình sang đây lùi mã về ở đây thì nó có một 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 chút cái um, khác nhau về cái thứ tự nước đi các bạn nhé khác nhau về cái thứ tự nước đi mình xin phép là sẽ tua lại cái chỗ này một chút ở uh, tôi lại cái chỗ này một chút này ở đây thì đây cái chỗ này và như vậy là vừa rồi tôi vừa xác nhận lại một chút ý đó là cái um, lúc mà anh trung livestream thì có nhầm một chút về thứ tự nước đi thôi và khi đó thì nó có một cái tình huống rất là giật mình khi mà lưu Quốc hào nó được software chấm ưu thế nghìn điểm nhưng mà lưu Quốc hào không đi được và anh bảo lại uh, cân lại rồi ưu thế lại lớn Tuy nhiên thì sau này check lại ý, theo biên bản thì không có pha đó các bạn. Anh Bảo vẫn đang chơi rất hay và làm chủ một cái ván đấu một cách rất là tuyệt vời. Chúng ta tiếp tục xem tiếp ván đấu các bạn nhé. Rất xin lỗi các bạn vì cái pha hơi dối này. Ở đây ăn xe sang tốt thì anh Bảo pháo 9 thoái 2 hợp lý rồi các bạn. Pháo 9 thoái 2 rất là hợp lý rồi. Pháo đen, xe đen thoái về thì một cái nước bình xe vào. Bình xe vào thì đen bình pháo ra. Tại vì tránh tránh trước cái nhịp về sau đỏ sẽ đi pháo 9 mình 7 đấy các bạn đấy. Và đồng thời pháo dọa quật sang biên này Vừa đánh vào hàng tốt và vừa dọa chọc xuống rác các bạn ạ Thì ở đây anh bảo có một pháo quay xe rất hay Mã 2 thoái 1 bắt xe Chính xác là nó là quay mã rất hay các bạn Lui mã về nhưng mà lấy lùi lại làm tiến Và cái nước uh, lui mã này nó giúp cho bên đỏ hóa giải rất là nhiều cái đường phản của bên đen và bình vào thì tiếp tục là quay mã về Những cái pha chuyển mã như thần của bên đỏ các bạn Thật sự là chuyển mã rất hay Tiếp tục là binh 5 tấn 1 Mở đường cho xe 6 bảo vệ con tốt biên đó, sau cái nước binh 5 tấn 1 này thì cái hình cờ của bên đỏ chúng ta thấy là nó bỗng dưng sáng bừng lên các bạn Ở đây thì đen đi một cái nước cờ này cảm giác như không quá tích cực Nước cờ tưởng chừng như là sẽ ngăn cản đường phát triển của bên đỏ nhưng mà nó lại hơi mất nước các bạn trong cái giai đoạn này thì đen có đi một số nước hơi mất nước Chúng ta cùng xem tiếp Đỏ đi pháo 9 bình 7 Và Đen đi pháo 9 bình 6 Và đỏ đi pháo 3 bình 2 Đen lại đi pháo 6 bình 9 các bạn Những cái nước pháo nó hơi mất nước một chút Rõ ràng thì đến đây thì Cái quyền chủ động của bên đỏ là Chúng ta thấy trông thấy rất là rõ ràng rồi Và một nước tấn pháo nên bắt xe Các bạn thấy là trước đó thì nước tấn xe xuống Cũng lại là mất nước phải không ạ Và xe thoái 1 chuyển xe sang để khoan phá vào cái cánh trái của bên đen bên đen lại đưa pháo vào vào một nước lại nhập xe vào giữ tốt đầu các bạn thấy những nước chuyển quân rất hay của anh bảo vào 6 bình 8 lao pháo lên bắt xe xe chạy thì một nước dờn rất hay các bạn nhé giờ nếu mà để pháo lại cắm biên thì cắm rác thì chắc là khó phòng thủ lắm bên đen bình pháo 8 bình 9 cản lại thì anh bảo mới ra đòn và vật tượng các bạn và phá vỡ hàng phòng ngự của bên đen rất hay rất hay đấu quân các bạn thấy là sau khi đấu quân thì cờ bên đỏ rất là tích cực các bạn bên đen đành phải đưa xe xuống để có thể ngăn cản cái đường gọi là khống chế lại xe mã của bên đỏ tuy nhiên thì đây lại là một cái sai lầm của bên đen và anh bảo ngay lập tức phải cho đối phương trả giá bằng pha khai thác rất tay chúng ta cũng sẽ binh 5 tấn 1. Đó, binh 5 tấn 1 thì mã 8 tấn 6, không để chạy xe này được các bạn ạ, chạy xe này mất xe này các bạn buộc phải ăn xe rồi. Và ăn xe đây là một cái pha mà có thể gọi là cái uh, uh, kim thiền thoát xác các bạn ạ. Từ cái con mã bị cô này, các bạn nhìn thấy con mã bị cô này, từ xe mã bị cô phải không ạ? Thì phế tốt đầu để mở đường ra một cái nước đấu xe và đưa con mã ăn lại xe và tấn công xe rồi đồng thời sẽ phối hợp với xe đỏ rất là khủng khiếp các bạn ạ. ở đây thì xe chạy đâu thì cũng sẽ bị xe chiếu ăn pháo đến đây thì bại cục đã định cho bên đen rồi bại cục đã định cho bên đen rồi các bạn Đâm chiếu thì anh bảo vẫn chưa vội ăn pháo mà đưa mã xuống chiếu ở những cái nước cờ hình cờ tích cực hơn sau đó mới ăn đấy và sau nước ăn pháo thì đối phương cũng nhận thấy là không có một cơ hội nào cả các bạn ạ còn con mã thì chưa phát triển còn rất nhiều tốt nhưng mà sẽ không thể kịp sang sông bởi vì là cái hàng phòng ngự của bên đen thì cũng sẽ không thể nào phòng thủ trước cái đòn tấn công xe mã của bên đỏ khi mà tướng đen đã rơi vào vị trí xấu rồi các bạn đỏ còn thêm một con mã dự trữ nữa đến đây thì uh, um, Lưu quốc hào đã chính thức uh, ký biên bản nhận thua và đánh dấu một cái chiến thắng của đội cờ tướng uh, việt nam của chúng ta trước singapore rồi đây là một cái chiến thắng mà vô cùng quan trọng các bạn ạ khi mà uh, trước khi mà nghĩ đến những cái mục tiêu cao như là huy chương vàng thì chúng ta cứ phải thắng những cái đối thủ trực tiếp nữa Chúng ta phải biết rằng Singapore trong thời gian gần đây đó là một trong những cái đối thủ rất đáng gờm với cờ tướng Việt Nam. Tuy nhiên với đội hình cực kỳ chất lượng của đội tuyển Việt Nam trong kỳ ASEAN năm nay thì tôi nghĩ rằng đội tuyển của chúng ta sẽ chinh phục được những cái thành tích tốt nhất. Và cuối cùng thì tôi sẽ gửi đến các bạn cái trận đấu giữa Hoàng Yến và Ngô Thị Lan Hương. Và đấu này thì sẽ hơi khó khăn một chút cho Yến khi mà Yến phải cầm quân đen đi hậu trước một người đàn trị của mình. Và như trên màn hình thì các bạn thấy là những cái hình ảnh tôi đã thay đổi rồi. Đây là ván đấu mà Yến sẽ cầm quân đen đi hậu và đối thủ của Yến sẽ là uh, đặc cấp quốc tế đại sư Ngô Thị L... Ngô Lan Hương và Việt Nam và chúng ta thì chắc chắn là sẽ có chiến thắng rồi. Tuy nhiên thì uh, ván đấu này thì Yến cũng đã thi đấu rất là hay và có một cái ván đấu khá là kiên cường trước Ngô Lan Hương chúng ta cùng xem phá 2 bình5 mà 8tấn 7 và chị Hương chơi một khai cuộc đó là pháo đầu F binh3 Đấy, thay vì chơi những cái nước cờ chính thống thì chị Hương cố ý hướng ván đấu vào thế trận Trung pháo Tam binh đối với bình phong mã cổ điển và trước ý đồ của đối phương thì Yến đã uh, có một cái bước ngoặt khá sớm đó là phản pháo 2 bình5 hình thành thế trận trung uh, pháo F binh3 đối um, hậu chuyển nghịch pháo thì đây là cái khai cuộc mà nếu mà các bạn theo dõi cờ tướng nhiều các bạn sẽ nhớ đến ván đấu của Huynh chiến thắng Mạnh Thần phải không ạ? Và cái khai cuộc đó thì Mạnh Thần và Huynh đã cống hiến, đã trình diện ra một cái bố cục cũng rất là mới. Và đấu này thì dường như Yến cũng hướng tới cái bố cục đó, thế trận đó nhưng mà chị Hương đã lựa chọn một cái khai cuộc một phần nào đó cũng khá là lão luyện các bạn. Chúng ta cùng xem tiếp ạ. Mã 2 tấn 3, mã 2 tấn 3, mã 8 tấn 9 xem 1 bình 2 c 9 bình 8. Xe 2 tấn 5 Thì đây là những nước hết sức thông thường Ở trong cái khai cuộc này các bạn ạ Khai cuộc này thì Bên đỏ có một số những cái lựa chọn như có... Vâng có lẽ với thời lượng của chương trình Thì mình cũng sẽ không phân tích quá kỹ Có thể là chia sẻ thêm với các bạn một số thông tin như vậy thôi Và bây giờ chúng ta cùng đến với diễn biến tiếp theo của ván đấu Vâng Và pháo 8 bình 7 Và ăn xe sang tốt Đến đây thì có thể nói là Cái ý đồ của bên đen đã một phần nào đó thực hiện được rồi các bạn Bên đỏ đi xe 8 tấn 6 Tạo áp lực vào cánh mã 3 của bên đen Nếu mà nước cờ chính xác nhất ý, Thì đối phó với phương án Đánh vào mã 3 này Thì tôi nghĩ rằng là đen nên binh 7 tấn 1 Rồi phát triển mã lên Thì nó dường như là ổn thỏa hơn các bạn Đúng không ạ Tuy nhiên thì bên đen Yến lựa chọn phương án pháo 8 tấn 2 Thì mình cũng thấy hơi bất ngờ Không biết là có nghiên cứu kỹ không Nhưng mà nước cờ này có lẽ là Một trong những nước cờ chưa mạnh các bạn ăn vào bị lui mã về cung này. Đó. Và đối phương uh, né trước những cái ý đồ tấn công của mã ba bằng cách là pháo 5 bình 6. Nếu bắt thì lên tượng các bạn. Lên tượng chạy xe số 1. Và lên sĩ. Các bạn thấy rằng là với việc mà đen uh, nhô pháo lên thì cái áp lực vào mã là có. Nhưng mà bên đỏ cũng có được những cái nhịp củng cố hàng phòng ngự của mình rất là vững chắc. Cũng như là mở đường cho xe đỏ có thể phát triển ra lộ 4 rất là mạnh, rất là tích cực các bạn. Vâng ăn mã đi, ăn mã đi để có thể sau này ăn tốt đầu, ăn tốt đầu. và xe 1 bình 4, xe 9 bình 8 xe 1 bình 4, ăn tốt đầu. Đen thì uh, thực hiện được ý đồ của mình, nhưng hình cờ này rõ ràng uh, sẽ là không có lợi dành cho bên đen. Và những nước về sau thì Ngô Lan Hương cũng thể hiện rõ cái sự lão luyện của mình khi mà chị triển khai thế trận cũng như là dứt điểm ván đấu một cách rất là hay. Chúng ta cùng xem tiếp. Vâng binh 7 tấn 1 vừa là mở đường cho con mã chín có thể phát triển và mưa vừa làm mỏng ngòi để con pháo 7 có thể phát huy sức mạnh vào lộ 3 của bên đen các bạn, rất là kinh nghiệm. Tiếp tục là binh 7 tấn 1. Vâng, nhảy mã lên thì cũng là nhảy mã lên, nhưng mà cái đường mã của bên đỏ thì dường như tích cực hơn là đường mã của bên đen các bạn. Và một nước lên voi củng cố thì lắc tốt vào, bắt tốt đầu. Không thể đấm tốt lên được các bạn Đấm tốt lên thì mã 7 tấn 5 vừa bắt xe rồi Chuẩn bị lao xuống tấn công thì không thể phòng thủ được Đấy buộc lòng phải đi vào phương án khác Và đi với con mã này đúng vào họng súng rồi Đúng vào họng súng con mã nguy hiểm nhất Của bên đen đã bị tiêu diệt rồi Và bây giờ các bạn thấy là cái uh, Lỗi lo tiềm tàng Của bên đen đó là mã cùng đã bị bộc lộ ra rồi Và một pha ăn tốt đầu này quật sang biên Thì cũng chỉ làm cho bên đen phát triển Mã một cách nhanh hơn mà thôi các bạn Bây giờ con mã đỏ thấy cái đường tấn công của, của nó vô cùng nguy hiểm Mà không biết làm thế nào Duy nhất chỉ có cách đó là hoành con xe cánh trái lên để chuyển qua cả nó thôi các bạn Tuy nhiên các bạn thấy nước cờ xe 4 tấn 7 Phế xe khủng khiếp, rất khủng khiếp của Ngô Lan Hương Ăn xe thì mã chiếu cục ngay các bạn Buộc lòng phải lên tượng Lên tượng thì ra tướng là xong rồi các bạn Bác sĩ không có gì bảo vệ được cả Bắt buộc phải nhảy mã lên vào mồm xe để cho xe đỏ ăn thôi và sau khi ăn mã thì uh, uh, xe xe pháo đen bị cô lập các bạn. Hai xe pháo thì giúp cháo phải không ạ? Hai quân không thể tạo nên điều gì cả. Khi mà con xe còn lại thì đã phải um, nhận một cái uh, vai trò đó là phòng thủ nước chiếu nguy hiểm của mã đỏ rồi. Đến đây thì uh, Yến uh, kém cây và thua cuộc nó chỉ là vấn đề về thời gian thôi. Và những cái nước uh, rất cố gắng của Hoàng Yến, tuy nhiên thì cũng uh, không giúp Yến có một kết quả khả quan trước đàn trị của mình tôi sẽ lướt nhanh thôi vâng và vào tướng chiếu thì lại về sĩ thôi xe có căn mà vâng chuyển sang bắt mã thì ra tướng bắt sĩ này mã này có hai xe giữ cũng không sợ các bạn vâng lắc tốt vào đường cờ mà chuẩn bị bình xe vào trung lộ đánh trực diện vào trung lộ các bạn và giật xe bắt tốt thì bình xe bắt pháo ra tướng vỗ chiếu đến đây thì yến nhận thấy là đi đâu cũng thua các bạn nếu vào tướng thì chắc là ăn xe xuống tượng nó thua và phải không các bạn không vào tướng thì đi động cũng thua các bạn đến đây thì hiến uh, ký biên bản nhận thua và khép lại uh, một cái uh, chiến thắng của việt nam của chúng ta trước singapore với tỷ số đó là 4-2 tuy nhiên thì đây rõ ràng là một cái khởi đầu vô cùng thuận lợi rồi uh, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi chương trình và hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình lần sau mọi người nha mọi người thấy uh, cái chương trình như thế này uh, có cần góp ý gì thêm thì có thể comment xuống cái khung chat giúp cho mình ạ cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau bye bye